Vậy hả? À, chào bà con, hôm nay là ly cà phê cuối cùng. Cuối cùng bắt đầu mình từ giá Việt Nam. Đây có những người bạn thân thương uống cà phê hàng ngày ở nhà quán cà phê Bắc Đoan. Để còn mấy ông nữa thì chưa tí tới. Nhà chơi tới thì quán cà phê Bắc Đoan ở đây hiện tại giờ như vậy, coi như bác bán coi như cho mấy người khách quen thuộc của bác, những bác cảnh hồi xưa đó, thì mấy ông mới uống đi, ông quen rồi, ông uống quen rồi thì cái đó ông tới để gặp mà họp nhau rồi nhâm nhi lấy cà phê, rồi lát mới ông đó bắt đầu điều nhau đi ăn, hôm nay người này bao mai người khác bao, cái phong cách của Việt Nam. Thì khi mình về Việt Nam thì ngồi ở đây mất mấy tuần lễ bắt đầu biết băng qua đường, mà băng qua đường nhận khó thiệt á, tới giờ băng qua cũng mình sẽ sợ xe nó nhiều, mà người ta nói là mà mình đi tới á, đừng cứ đi lùi, đứng nếu mà không kẹt quá thì đứng lại thôi, bắt đầu người khác là tránh, còn nếu mà mình giật lùi lại là coi như người ta không biết đường nào tránh hết, cái đó là nguy hiểm khi mà băng qua đường ở Việt Nam. Rồi Bắc Đoan chủ quán cà phê hiện nay, rồi Trang thì đôi khi cháu ra giúp, đôi khi không. Rồi cảm ơn bác ha. Rồi sao lấy chồng đấy? Đó tôi ở đây cũng cạnh chút xíu ở nhà quán cà phê Bắc Đoan, rồi ở trên đó là coi như coi như chúc mừng hai họ, coi như tổ chức lớn ha, coi như ngày nào cũng chúc mừng hết á. Ở đây thì mấy đứa con của Bắc Đoan cũng rất là yêu thương nhau, coi như tuần nào nó cũng tới nhà Bắc Đoan để góp tiền vô ăn uống với nhau chút xíu, rồi nô đùa với nhau trước ngày cuối tuần đó, rồi sau đó chúng nó trở về nhà rồi thứ hai bắt đầu đi làm tiếp. Đó, mấy đứa con của Bắc Đoan nó có cái nét đặc biệt đó, vì rất là thương yêu nhau. Thôi mình tạm thời mình ngưng máy nha. Đây một lần nữa thì nói cái vợ bác Bắc Lợi hả? Để Bắc Lợi rồi Thọ rồi Bính. Coi như mình đây bắt đầu mình quen quen dần với một số tên rồi. Nhưng mà khi mà bắt đầu quen thì bắt đầu mình lại phải lên đường để trở về xứ sở nhà nhảy tưng tưng. Em bây giờ mà gặp Dũng anh lại nhắn có về thì mang chai rượu để về với này tỏ vào trong cánh đồng Thánh Tâm, vào cái chòi ở Thánh Tâm đó, mình nghe gặp bữa chỗ hồ trước đi vào đấy cấy lúa. Rồi đó là lời nhắn nhủ của ông Dũng á, là khi nào ông lên nhìn phết ông coi ông sẽ thấy, coi như thời gian của mình cũng hết rồi, giống như ông hồi xưa vậy á. Thì mình cũng đi mua sổ số nhưng mà nó không thèm trúng ông ơi. Chỉ khó cày thì nha. Rồi bye bye ông.